Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2711 vậy thì không có biện pháp. Hai ngày sau, Đường Tuấn mang theo mọi người đi Hải Châu. Đường Tuấn cưỡi cửu viêm hỏa hạc, còn 10 học sinh thì ngồi trên một con yêu thú bay do bác sĩ bố trí. Con yêu thú bay này đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong, tốc độ chỉ chậm hơn cửu viêm hỏa hạc một chút. 10 người ngồi trên yêu thú bay, vẻ mặt đều rất kích động. Nghe nói nhà họ Đường hành tẩu là thầy thuốc thế hệ trẻ lợi hại nhất của nhà họ Đường, thiên phú độc nhất vô nhị, cũng là đệ nhất thế hệ trẻ của thần quốc. Đúng vậy, nếu có thể được người như vậy chỉ điểm, chúng ta sẽ được lợi cả đời, cho dù bất luận kẻ nào cũng không thể so được. Không nhất thiết phải thế. Người nói lời này là Thác Bà Tuyết Tình, cô ta đưa mắt nhìn Đường Tuấn cách đó không xa, ý tứ rất rõ ràng. Cô cảm thấy Đường Tuấn không nhất định kém hơn cái gọi là nhà họ Đường hành tẩu. Dù sao Thác Bà Tuyết Tình đã chứng kiến quá nhiều điều bất khả thi của Đường Tuấn. Những người khác cũng hiểu rõ ý tứ của Thác Bà Tuyết Tình, có người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có vài người thì lộ vẻ mặt trầm tư. Cuối cùng, Canh Đằng mở miệng nói, bác sĩ Đường quả thực rất mạnh, ở trung tâm y tế quận Đan Dương chúng ta, tôi cảm thấy chỉ luận y thuật rất có thể ngay cả giám đốc quân cũng không phải là đối thủ của anh ta. Thậm chí phóng tầm mắt khắp Hải Châu, bác sĩ Đường cũng được coi là bác sĩ rất lợi hại. Hơn nữa bác sĩ Đường còn trẻ như vậy, được coi là thiên tài chân chính. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng lần này đối tượng so sánh là nhà họ Đường hành tẩu, tôi cảm thấy có chút mông lung. Nhà họ Đường chính là tam đại thế gia thần quốc, nội tình thâm hậu, y đạo diệu thuật tầng tầng lớp lớp, là thiên tài kiệt xuất nhất đời nhà họ Đường này. Nhà họ Đường hành tẩu nhất định là thiên tài trong thiên tài. Bác sĩ Đường thật đúng là không nhất định có thể so sánh với đối phương. Những lời này rất vừa ý, không có ý cố tình hạ thấp Đường Tuấn, rất nhiều người đều âm thầm gật đầu. Chỉ có Hàn Tâm Tâm và Thác Bà Tuyết Tình nhíu mày một chút, nhưng không nói nhiều. Nhìn thấy bầu không khí có chút nặng nề, Canh Đằng nói tiếp, kỳ thật, bác sĩ Đường cùng nhà họ Đường hành tẩu ai mạnh ai yếu, chúng ta hiện tại nói cũng không tính. Các ngươi cũng đừng quên, vào thời gian này những năm trước sẽ có một số chuyên gia y thuật trên bảng thủ pháp đến nói chuyện với nhà họ Đường về y thuật. Nếu như đến lúc đó bác sĩ Đường cũng đi lên, chỉ cần sau khi so tài xong, chúng ta tự nhiên sẽ biết kết quả. Ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên, đồng loạt nhìn về phía Đường Tuấn. Đột nhiên có người nói, nếu đến lúc đó bác sĩ Đường không muốn đi lên thì sao? Canh Đằng cười khổ, nói, vậy thì không có biện pháp. M. Thanh nói chuyện của mấy người cũng không lớn, nhưng với thính lực của Đường Tuấn lại nghe rõ ràng. Chương 2712 nó đã kết thúc chưa? Đối với suy nghĩ của mấy người, trong lòng Đường Tuấn cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, chỉ là trong ánh mắt toát ra một chút chờ mong. Y đạo của anh bắt đầu từ ông nội Đường Hạo, sau đó theo anh tu hành, y đạo dần dần thâm sâu, thậm chí đạt tới cảnh giới trước kia anh nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng đến bây giờ, anh cũng có chút mê mang. Y đạo, phương hướng tiếp theo ở đâu? Nó đã kết thúc chưa? Châm cứu thần bí xuất phát từ y đạo, theo nghiên cứu của anh không ngừng xâm nhập, hắn thậm chí còn học được loại bí thuật để nhận biết thế giới. Nhưng điều này cũng hạn chế sự tiến bộ của y đạo của bản thân. Về phần anh nắm giữ các y thuật hoặc công pháp khác, đối với anh nghiên cứu y thuật trợ giúp càng ít. Anh muốn ở trong thần quốc đọc toàn bộ điển tịch. Ngoại trừ việc tìm kiếm mật tàng cùng trị thương, đồng thời cũng có ý nghĩa tìm phương hướng tiếp theo của y đạo. Nhưng thật không may, anh vẫn không có bất kỳ suy nghĩ nào. Có lẽ có thể tìm được thứ gì đó không giống trên người nhà họ Đường hành tẩu này. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Hải Châu cách quận Đan Dương một khoảng cách không ngắn. Phải mất 3 ngày mấy người Đường Tuấn mới tới Hải Châu. Bởi vì yêu thú bay không thể vào bên trong. Cho nên mấy người Đường Tuấn chỉ có thể đi bộ tiến vào Hải Châu. Hải Châu chia làm hai thành phố trong và ngoài. Nội thành là nơi ở của một số thế gia đứng đầu Hải Châu, có thể ra vào nội thành đều là người tu hành được kính trọng. Mà ở ngoại thành, lại là một ít thế gia tương đối bình thường, thân phận tương đối bình thường. Phân chia trong và ngoài rất nghiêm trọng, người ngoại thành muốn tiến vào nội thành thì phải trải qua các loại đăng ký khác nhau. Đám người Đường Tuấn ở cửa thành Hải Châu bị ngăn lại. Sau khi xuất trình thân phận, cảnh giác của binh sĩ thủ thành mới giảm bớt một chút, nói với bọn họ, an bài chỗ ở cho các người ở khu Nam, tự mình đi qua đi.
Anh ta nói với Đường Tuấn, anh là giảng viên dẫn đầu. Quản lý học sinh của anh trong thời gian này, đừng để họ chạy xung quanh. Nếu va chạm với nhân vật lớn nội thành, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Chương 2713. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình không nghe thấy binh lính thủ thành nói, nếu không chỉ sợ sẽ đánh nhau. Dù sao bọn họ đã nhìn qua tài năng y thuật của Đường Tuấn, trong lòng họ coi anh như thần minh, há có thể để cho người khác tùy tiện vũ nhục. Khu Nam thành phố Hải Châu. Đây là một khu vực tập trung của các bác sĩ. Kiến trúc so với ba khu khác của ngoại thành coi như tốt hơn một chút. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của bác sĩ ở thành Hải Châu cao hơn người tu hành bình thường một chút. Đường Tuấn dẫn theo 10 học sinh đi tới một tòa nhà cao tầng chuyên chiêu đãi khách nước ngoài ở khu Nam. Lầu chia làm 9 tầng. Sau khi xuất trình thân phận, đoàn người Đường Tuấn được an bài ở tầng thứ 3. Đường Tuấn ở một phòng riêng, hai học sinh một phòng. Trong số 10 học sinh có 6 nam và 4 nữ cũng tiết kiệm được nhiều rắc rối. Mấy người canh đằng gần như đều là lần đầu tiên đến Hải Châu, đối với tất cả đều rất mới lạ, muốn đi ra ngoài dạo một chút. Đường Tuấn đương nhiên không phản đối, chỉ để cho bọn họ chú ý an toàn. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Thác Bạt Tuyết Tình ở lại trong phòng mình, chờ Đường Tuấn phân phó. Hiện giờ cả nhà Thác Bạt đều xem như tài sản riêng của Đường Tuấn, lại nói Đường Tuấn vẫn là chủ nhân của cô ta. Thác Bạt Tuyết Tình đã dần dần tiếp nhận thân phận này. Lúc này, tại nội thành Hải Châu, Vương Thao đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Đứng ở góc độ của anh ta, một phần tư của thành Hải Châu đều nằm dưới chân anh ta. Là phó giám đốc trung tâm y tế Hải Châu, hơn nữa còn là người của nhà họ Vương ở Hải Châu. Vương Thao có địa vị rất cao ở Hải Châu. Ở phía sau anh ta, 5-6 thủ hạ đứng, khí tức mỗi người đều đạt tới cảnh giới hợp thể. Đặt ở bên ngoài Hải Châu, đều là cao thủ trấn áp một quận. Nhưng lúc này mỗi người đều cung kính đứng nghiêm túc, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Vương Thao. Quận Đan Dương quả nhiên để cho tên kia dẫn đội. Rất lâu sau, Vương Thao mới cười lạnh một tiếng, nói, xem ra quân Huyền Sách bọn họ không coi trọng tôi. Thật sự cho rằng tên kia đi tới dưới mí mắt của tôi sẽ làm như không thấy sao. Vừa nghĩ đến mình hướng đám người quân Huyền Sách xin lỗi, còn thua một viên ô tinh thạch. Trong lòng Vương Thao trào ra một đoàn lửa giận. Người của quận Thiên Phong đã đến chưa? Vương Thao hỏi. Phía sau anh ta lập tức có một người đứng ra, cung kính nói, vừa đến không lâu. Vương Thao nói cho người của quận Thiên Phong biết, nếu như bọn họ có thể đả kích quận Đan Dương một chút, tôi sẽ đem danh ngạch nội thành quận Đan Dương kia cho bọn họ. Chương 2714. Hạ nhân kia do dự nói, Vương Sư, đả kích đến mức độ nào? Khóe miệng Vương Thao gợi lên một nụ cười lạnh lùng tàn khốc, nói chỉ cần không đánh chết là được. Thân thể hạ nhân kia hơi chấn động. Ba từ không đánh chết này chứa đựng quá nhiều ý nghĩa. Đánh gãy tay gãy chân cũng là không đánh chết, phế bỏ tu vi cũng là không đánh chết. Nhưng hạ nhân kia cũng không dám hỏi nhiều. Ngày đó bọn họ cũng đi theo Vương Thao đến quận Đan Dương, nhưng lại không tiến vào trong tòa tiểu lâu kia, không rõ Vương Thao gặp phải chuyện gì trong tòa tiểu lâu kia. Chỉ biết Vương Thao rời khỏi quận Đan Dương sắc mặt thập phần khó coi, trong cơn giận dữ thậm chí ra tay đánh chết một con yêu thú bay cảnh giới hóa thần. Vương Thao nhìn khu Nam ngoại thành, thấp giọng nói, trò chơi vừa mới bắt đầu. Thôi, anh ta bình tĩnh lại, giọng nói của anh ta lộ ra một vài phần cung kính, hỏi, bác sĩ Lý khi nào đến? Người hạ nhân, tạm thời vẫn chưa có tin tức, tuy nhiên, đệ tử của bác sĩ Lý là Hoàng Tâm ngày mốt sẽ đến Hải Châu trước, hỗ trợ giúp đỡ tất cả. Vương Thao gật đầu nói, bác sĩ Lý bận rộn tu luyện, tất nhiên không rút ra được thời gian. Ông ta phỏng chừng sẽ đợi đến khi nhà họ Đường hành tẩu luận y giảng đạo mới xuất hiện. Hoàng Tâm là thân truyền duy nhất của bác sĩ Lý, tương lai khẳng định có thể đứng đầu bảng thủ pháp. Bao chọn Lầu Long Phượng ở nội thành, tôi muốn dùng để chiêu đãi Hoàng Tâm. Lầu Long Phượng là tòa nhà xa hoa thứ hai ở Hải Châu, chỉ đứng sau Thiên Tiên Lâu. Lầu Thiên Tiên từ nửa tháng trước đã được bao chọn. Chỉ chờ nhà họ Đường hành tẩu trở về ở. Là đệ tử của Lý Quân Thành, Hoàng Tâm vào ở Lầu Long Phượng không ai có ý kiến. Khu Nam của ngoại thành. Đường Tuấn tu luyện không đến nửa canh giờ thì ngoài cửa vang lên tiếng Hàn Tâm Tâm dồn dập hô, bác sĩ Đường, xảy ra chuyện rồi. Đường Tuấn vội vàng đứng dậy mở cửa, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hàn Tâm Tâm nói, canh đằng bọn họ đánh nhau với người khác, đối phương thực lực rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Đường Tuấn biến sắc, trầm giọng nói, ở đâu?
Một nơi nào đó trên trục đường chính ở khu Nam Ngoại Thành, một đám người vây thành một đoàn. Ở giữa đám người này, có hai nhóm người đứng. Trong đó một nhóm chính là mấy người canh đằng, chỉ là bọn họ lúc này trên người mang theo vết thương. Mà quần áo trên ngực Du Tuyền cùng một cô gái khác đều bị xé nát một mảng lớn, lúc này đang lấy tay che tránh lộ ra. Một nhóm người khác nhân số tương đối nhiều, khí thế càng mạnh. Đám người đó nhe răng cười nhìn mấy người canh đằng. Có mấy người ánh mắt không an phận di chuyển trên người Du Tuyền cùng một cô gái khác, ánh mắt quái dị. Quận Thiên Phong, các người muốn làm gì? Canh đằng giận dữ quát. Một trong những người đối diện trông giống như người dẫn đầu lạnh lùng nói, chúng tôi muốn làm gì, tôi còn cần hỏi các người sao? Các người muốn làm gì với tiểu sư muội chúng tôi? Lúc nói chuyện, từ phía sau bọn họ đi ra một cô gái quyến rũ dáng người xinh đẹp, dung mạo tinh xảo, sâu trong con người giống như cất giấu một dòng nước xuân. Quần áo trên người nửa cởi, lộ ra rất nhiều da thịt trắng như tuyết mê người. Chương 2715. Không thể không nói, đây là một vưu vật. Lúc này, cô gái này nước mắt lưng tròng, khóc lóc nói, sư huynh, vừa rồi chính là bọn họ động tay động chân với người ta. Nếu không phải các người kịp thời đến, chỉ sợ tôi đã bị bọn họ ra tay độc ác rồi. Cô nói dối. Canh đằng hô to, rõ ràng là bọn họ động tay động chân với cô, chúng ta là qua giúp cô. Phanh! Canh đằng vừa nói xong, đã bị người đàn ông đối phương dáng người bưu hãn đá bay ra ngoài. Người đàn ông tức giận nói, còn dám ngụy biện, xem ra quận Đan Dương các người không chỉ có y thuật kém, ngay cả y đức cũng kém. Loại người như cậu, giữ lại cũng chỉ là tai họa. Hừ! Nói xong, người đàn ông giống như ma quỷ xuất hiện trước người canh đằng. Người đàn ông nâng lên một cước, dưới pháp lực rót vào, một làn sóng cường đại từ chân truyền tới. Niệm tình đều là bác sĩ, tôi không giết cậu, nhưng các người vũ nhục tiểu sư muội của tôi, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Một cước nặng nề của người đàn ông rơi vào trên bụng canh đằng. Canh đằng phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn mang theo mảnh vụn nội tạng. Càng kinh người chính là, pháp lực tựa như dòng nước từ toàn thân canh đằng diệt. Tán khắp nơi. Những pháp lực này là khổ công của canh đằng mười mấy năm, mà bây giờ đã rơi vào đông lưu. Trên mặt canh đằng hiện ra thần sắc không thể tin được, nói anh phế tu vi của tôi. Một cước của người đàn ông lần thứ hai đạp canh đằng ra xa vài bước, cười lạnh nói, phế bỏ tu vi của cậu xem như là nhẹ rồi. Những người khác ở quận Đan Dương vội vàng vây quanh canh đằng, có người hướng trong cơ thể canh đằng nhập pháp lực, có người muốn vì canh đằng chữa trị thương thế, nhưng đều vô dụng. Bất kỳ năng lượng nào vừa tiến vào trong cơ thể canh đằng, sau một khắc lại tiêu tán, trở về với trời đất. Lời nói của người đàn ông đầy sự lạnh lùng và u ám, làm cho mấy người Du Tuyền không rét mà run. Bọn họ là thiên tài y đạo, kinh nghiệm chiến đấu so với người khác rất ít. Hiện tại thoáng cái gặp phải loại chuyện này, đặc biệt là trơ mắt nhìn canh đằng ở trước mặt bọn họ bị phế bỏ tu vi, đối với cái loại tâm linh xung kích này càng là không cách nào hình dung được. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy tu hành không thể chỉ tu y đạo. Ít nhất phải cam đoan mình sẽ không trở thành con cừu non chờ làm thịt tiếp tại web tamlins247.vn. Người đàn ông lại không cho mấy người thời gian hòa hoãn, từng bước đi về phía bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười. Canh đằng lúc này tựa như một cái bình nước dưới đáy xương, cái gì cũng không thể dung nén. Người đàn ông thấy thế, trên mặt cười lạnh càng sâu, nói, đừng nóng vội. Nếu bác sĩ quận Đan Dương sẽ không dạy các người. Vậy tôi sẽ giúp bọn họ dạy dỗ một chút. Lời nói của người đàn ông đầy sự lạnh lùng và u ám, làm cho mấy người Du Tuyền không rét mà run. Bọn họ là thiên tài y đạo, kinh nghiệm chiến đấu so với người khác rất ít. Hiện tại thoáng cái gặp phải loại chuyện này, đặc biệt là trơ mắt nhìn canh đằng ở trước mặt bọn họ bị phế bỏ tu vi, đối với cái loại tâm linh xung kích này càng là không cách nào hình dung được. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy tu hành không thể chỉ tu y đạo. Ít nhất phải cam đoan mình sẽ không trở thành con cừu non chờ làm thịt. Người đàn ông lại không cho mấy người thời gian hòa hoãn, từng bước đi về phía bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 2716. Đám người Du Tuyền thấy thế thì liếc nhau đều lộ ra sự ngoan độc, giống như là cổ vũ lẫn nhau, nói Tâm Tâm đã đi thông báo cho bác sĩ Đường, chúng ta phải chống đỡ đến khi bác sĩ Đường tới. Cô ấy nhìn người đàn ông khôi ngô trước mặt, trong lòng lại có chút chua xót cùng bi thương. Tên này chính là người tu hành cảnh giới hóa thần đỉnh phong, chỉ kém cảnh giới ly hợp thể một bước. Theo cô ấy biết, Đường Tuấn chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần trung kỳ, chênh lệch giữa hai người lớn như vậy,
cho dù Đường Tuấn tới, có thể hữu dụng sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mấy người đều đã đứng lên, bảo vệ trước người canh đằng. Chứng kiến người đàn ông khôi ngô này ra tay tàn nhẫn, các cô không có khả năng ngồi chờ chết. Nếu như giống như canh đằng bị phế bỏ một thân tu vi, vậy các cô cả đời xong rồi. Người đàn ông khôi ngô nhìn trận thế của các cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia châm biếm, nói các người cho rằng là đang chơi ở nhà sao. Dứt lời, một cỗ khí thế cường đại từ trên người đàn ông khôi ngô bạo thể mà ra, tựa như thủy triều xung kích về phía mấy người du tuyền. Bang bang bang! Mấy người du tuyền bị cỗ khí thế này xung kích liên tục lui vài bước, khí huyết dâng lên, sắc mặt xanh mét một trận. Khoảng cách là quá lớn. Mấy người các cô mạnh nhất chẳng qua là tu vi cảnh giới hóa thần sơ kỳ, cùng cảnh giới hóa thần đỉnh phong của người đàn ông khôi ngô kém không phải là một điểm nửa điểm. Chỉ cần một cái khí thế xung kích đã không chịu nổi. Rác rưởi. Người đàn ông khôi ngô lộ vẻ khinh thường, nói các người như vậy, cũng xứng xưng là bác sĩ. Chính mình cũng giống như một con tôm chân mềm mệt như còn đi chữa trị cho người khác, thật sự là buồn cười. Sắc mặt đám người du tuyền khó coi. Người đàn ông khôi ngô lắc đầu nói, thật sự là nhàm chán. Trực tiếp phế bỏ các người đi. Thân hình ông ta trong nháy mắt xuất hiện trước người du tuyền, một cước đá vào bụng du tuyền. Du tuyền đã nhìn thấy, đồng tử co rụt lại, nhưng dưới sự sợ hãi, thân thể căn bản không phản ứng được, làm không ra được bất kỳ động tác chống cự nào. Xong rồi. Trong đầu Du Lộ hiện ra một ý niệm như vậy, cô ấy thậm chí đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một tiếng trầm đục vang lên trước người. Du Tuyền không cảm giác được thân thể mình có bất kỳ sự khác thường nào, không khỏi mở mắt ra. Cô ấy nhìn thấy người đàn ông khôi ngô lại sang một bên, sắc mặt khó coi. Mà nguyên bản vị trí hắn ta đứng lại là đổi thành một người khác. Chương 2717. Du Tuyền nhìn người nọ, giờ khắc này lại có loại cảm giác vui mừng mà khóc, thất thanh nói, Đường sư. Người tới chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn đám người du tuyền, còn có canh đằng ngã xuống đất không dậy nổi, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhìn chằm chằm người đàn ông khôi ngô, nói, là ông động thủ sao? Người đàn ông khôi ngô nhếch miệng cười nói, là tôi. Cậu hẳn là giảng viên dẫn đội Đường Tuấn của quận Đan Dương lần này đi. Vừa rồi mấy học sinh của cậu muốn phi lễ học sinh quận Thiên Phong tôi đã giáo huấn bọn họ một chút, cậu hẳn là không có ý kiến gì đi. Trong đám người quận Thiên Phong, cô gái nhỏ mị hoặc mười phần kia lộ ra vẻ mặt ào ào muốn khóc, ôm ngực bi thương nói, đám người cặn bã quận Đan Dương các người, nếu không phải mấy sư huynh của tôi kịp thời, tôi đã phải chịu đựng thủ đoạn thâm độc của bọn họ rồi. Cô ta chỉ vào Đường Tuấn, giận dữ nói, là giảng viên quận Đan Dương, anh không thể giám sát học sinh, đã là thất trách rồi. Vừa rồi lục sư ra tay giáo huấn bọn họ cũng giúp là anh lại còn không cảm ơn lục sư. Canh đằng vội vàng nói, Đường sư, chúng tôi không có. Bọn họ sợ Đường Tuấn bị những người này nói hai ba câu lừa gạt. Đường Tuấn nhìn mấy người canh đằng, nói, không cần phải nói, tôi tin tưởng hai người. Người đàn ông khôi ngô thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, thì ra cậu làm thầy giáo cũng không hợp lý, khó trách sẽ dạy ra loại học sinh này. Cô gái quyến rũ kia nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Ánh mắt những người vây xem xung quanh nhìn đám người Đường Tuấn nhất thời thay đổi. Quận Đan Dương lại có thể đê hèn như thế. Lục sư phế rất chuẩn. Loại giáo viên và học sinh này, tôi thấy phế toàn bộ là tốt nhất, miễn cho sau này những người khác gặp họa. Câm miệng lại. Đường Tuấn nhíu mày, chợt quát. Âm thanh xung quanh nhất thời thu liếm, nhưng biểu tình mọi người nhìn Đường Tuấn lại mang theo khinh thường. Người đàn ông khôi ngô cười lạnh nói, loại người như anh không xứng xưng là sư. Tôi là Lục Mạc, nhớ kỹ cái tên này. Tôi không giết cậu, nhưng học sinh của cậu làm ra loại chuyện này thì cậu cũng có trách nhiệm. Tôi cũng phế bỏ tu vi của cậu. Cái loại ngữ khí nói chuyện này giống như đối đãi với con kiến hôi vậy. Mấy người canh đằng thấy thế, đầu tiên là cảm thấy cao hứng với sự tín nhiệm của Đường Tuấn, nhưng chợt có chút lo lắng cho Đường Tuấn. Lục sư của quận Thiên Phong này chính là cảnh giới hóa thần đỉnh phong, Đường Tuấn sẽ là đối thủ của ông ta sao? Chương 2718. Đường Tuấn nhìn Lục Mạc, nói, hãm hại học trò của tôi cũng phế bỏ tu vi của ông. Đường Tuấn từng bước đi về phía ông ta, một bàn tay để sau lưng, giống như thoải mái tùy ý tản bộ. Cuồng vọng. Lục Mạc châm biếm một tiếng, nói, tôi xem cậu làm sao phế bỏ tôi. Lúc nói chuyện, một quyền của ông ta hướng ngực Đường Tuấn lao tới.
quyền thế như sấm chớp, mang theo uy lực kinh người. Một tay Đường Tuấn tiếp nắm đấm của Lục Mạc. Lục Mạc biến sắc, nắm đấm của ông ta thế nhưng không cách nào tiến thêm nửa phần, sức mạnh của Đường Tuấn ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Đang lúc Lục Mạc chuẩn bị rút lại nắm đấm, một cỗ lực lượng cường đại từ trên bàn tay Đường Tuấn bộc phát ra. Sắc sắc một tiếng, nắm đấm của Lục Mạc bị Đường Tuấn nắm chặt từng chút một, phát ra thanh âm vỡ xương. Lục Mạc kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cậu muốn chết? Lục Mạc bạo phát quát một tiếng, rồi đá một cước vào bụng Đường Tuấn. Một cước toàn lực của ông ta chỉ cần đá trúng Đường Tuấn, có lòng tin tuyệt đối có thể phế bỏ đối phương. Đường Tuấn cũng đá ra. Tiếng răng rắc lại vang lên, chân Lục Mạc gãy, bộ phận bắp chân gần như không có chỗ nào hoàn hảo, vô lực lôi kéo, máu chảy ròng ròng. Sức mạnh trên tay Đường Tuấn không ngừng gia tăng, nhìn Lục Mạc, nói, chỉ có chút sức mạnh này cũng muốn phế bỏ tôi, cũng dám ra tay với học trò của tôi. Nắm đấm của Lục Mạc vốn lớn hơn người đàn ông trưởng thành gần như gấp đôi. Nhưng lúc này bị Đường Tuấn siết chặt từng chút một, đến bây giờ chỉ có một nửa của người đàn ông trưởng thành, có thể tưởng tượng được áp lực ông ta chịu đựng lớn bao nhiêu. Trong mắt Lục Mạc lộ ra vẻ kinh hãi, pháp lực cùng thân thể của ông ta đều bị đối phương áp chế. Cậu ta không phải chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần trung kỳ sao? Trong đầu Lục Mạc vừa hiện lên một ý niệm như vậy, thì cảm giác được một trận đau nhức truyền khắp toàn thân. Đường Tuấn một cước đá vào bụng Lục Mạc, pháp lực mãnh liệt vọt vào trong cơ thể ông ta, trực tiếp phế bỏ nguyên anh của ông ta. Hóa thần cảnh trung kỳ phế bỏ hóa thần cảnh đỉnh phong. Trong đầu đám người canh đằng, Du Tuyền đồng loạt hiện lên một ý nghĩ như vậy, có chút không dám tin tưởng mà kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Hóa ra bác sĩ Đường của bọn họ không chỉ có y thuật lợi hại mà ngay cả thực lực chiến đấu cũng mạnh vượt quá sức tưởng tượng rồi. Đột đám người của quận Thiên Phong cũng ngẩn ra. Bọn họ biết rất rõ thực lực của Lục Mạc, phó giám đốc trung tâm y tế quận Thiên Phong, cao thủ thứ hai của quận Thiên Phong. Nhưng bây giờ vậy mà lại bị hóa thần cảnh trung kỳ phế bỏ. Lục sư. Một đám người nhỏ giọng hô. Chương 2719. Nhưng tu vi của Lục Mạc lúc này đã bị phế rồi, vẻ mặt đau đớn ngã ra mặt đất, đâu có thể nghe được tiếng la của bọn họ nữa. Đường Tuấn đá một cước khiến Lục Mạc bay sang một bên, nói, đồ rác rưởi. Lục Mạc tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Đường Tuấn đi tới trước người phụ nữ ăn mặc nửa che nửa hở kia, nhìn chằm chằm vào cô rồi quát lớn, cô nói lại câu đó lần nữa cho tôi xem. Người phụ nữ đã sớm bị một cảnh vừa rồi dọa cho hồn bay phách tán, hơn nữa một tiếng này của Đường Tuấn còn vận dụng tinh thần lực, thân thể cô ta cứng đờ, hai mắt mở một vô hồn, lẩm bẩm nói, đều là do Lục sự bảo bọn tôi làm. Đám người canh đằng cũng không có làm gì khiếm nhã với tôi. Là Lục sư muốn tìm lý do để ra tay với quận Đan Dương mà thôi. Sắc mặt của mấy học sinh còn dư lại của quận Thiên Phong đã trắng bệch, sợ hãi nhìn về phía của Đường Tuấn. Đám quần chúng vốn đang vây quanh để lên tiếng chỉ trích Đường Tuấn cũng không còn lên tiếng nữa. Đường Tuấn thu hồi tinh thần lực, đôi mắt của người phụ nữ mơ hồ xuất hiện lại ý thức, đột nhiên quỳ xuống nói, đừng giết tôi chỉ là bị Lục sư ép buộc mà thôi. Đường Tuấn nhìn người phụ nữ và những người của quận Thiên Phong. Cuối cùng vẫn không ra tay, chỉ nói một câu, nói cho kẻ đứng sau các người là muốn đối phó tôi thì trực tiếp tới đây, đừng liên lụy tới người khác. Nói xong Đường Tuấn xoay người đi về phía trước mặt của đám người quận Đan Dương, nói với canh đằng, còn có thể đi được không? Canh đằng gật đầu nói, còn có thể. Đường Tuấn đỡ đám người canh đằng và Du Tuyền đi. Nhìn mấy người Đường Tuấn đã đi xa, mọi người ở quận Thiên Phong mới thở dài một hơi, lại nhìn người đàn ông cường tráng đang hôn mê nằm trên mặt đất. Trong lòng không khỏi thầm than thở một tiếng. Thiệt thòi lớn rồi. Vốn là muốn có nhiều danh ngạch để tiến vào trong thành, nhưng bây giờ lại tổn thất thêm một sức chiến đấu mạnh mẽ. Kế tiếp nếu có người khiêu chiến bọn họ thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm mất. Khu phía nam, tại chỗ nghỉ của bọn người Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn xong thương tích của canh đằng, vẻ mặt tối sầm lại. Người của quận Thiên Phong ra tay quá độc ác. Kinh mạch và nguyên anh xung quanh đan điền của canh đằng đã bị phá hủy hết 8-9 phần 10 rồi, có thể nói là hoàn toàn cắt đứt niềm hy vọng tu luyện sau này. Mà y đạo được xây dựng dựa trên tu vi nhất định, cũng có nghĩa là nỗ lực bao nhiêu năm ở trên y đạo đã như dã tràng xe cắt biển đông rồi. Đường sư, canh đắng nằm ở trên giường nhìn Đường Tuấn, ngược lại trên mặt nở ra nụ cười nói, cậu không cần tự trách bản thân đâu, chỉ có thể trách thực lực của tôi còn chưa đủ. Cho dù tôi có bị phế đi nữa thì chỉ cần bên trong nhà họ canh thôi thì tôi cũng có thể an ổn mà sống một đời rồi.
Tất cả mọi người vây quanh giường đều yên lặng. An ổn sống một đời ư. Chương 2720. Canh Đằng có thể cam lòng sao? Nhà họ Canh có thể dễ dàng khoan nhượng cho Thiên Kiêu trở thành một người bình thường hay sao? Đáp án rõ ràng cho thấy là không có, thậm chí nhà họ Canh còn có thể xóa bỏ sạch sẽ vết nhơ này. Đường Tuấn thở dài, anh biết đại khái được là ai sai khiến người của quận Thiên Phong rồi, nói đến Canh Đằng thì đã bị anh liên lụy đến rồi. Nghĩ vậy mà sự tức giận trong lòng của Đường Tuấn không khỏi xông ra ngoài. Vương Thao, thật sự cho rằng ở Hải Châu thì tôi không dám đụng đến anh sao? Đường Tuấn đã quyết định rồi, lần này nhất định phải bắt Vương Thao trả một cái giá thật lớn. Đường Tuấn đã quyết định rồi, lần này nhất định phải bắt Vương Thao trả một cái giá thật lớn. Tạm thời đè ép những suy nghĩ này xuống, Đường Tuấn nhìn về phía Canh Đằng nói, tuy rằng tu vi của anh đã bị phế bỏ, nhưng không có nghĩa là không có cách chữa trị nữa. Đầu tiên là Canh Đằng ngẩn người ra, chợt cười khổ nói, Đường Sư, cậu đừng nói giỡn với tôi chứ. Kinh mạch và nguyên anh gần đan điền của tôi đã bị phá hư gần hết rồi, khác gì một người tàn tật kia chứ. Thương tích nghiêm trọng như thế từ đó đến giờ tôi chưa nghe qua có thể chữa trị được cả. Cậu cũng đừng an ủi tôi nữa. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình cũng âm thầm gật đầu. Nếu như chỗ khác bị phế thì có thể chữa. Thế nhưng đan điền là một trong những nơi quan trọng nhất của tu hành giả, tầm quan trọng gần bằng não. Nếu trị liệu không cẩn thận rất có thể sẽ nổ tung rồi chết. Đường Tuấn nghiêm túc nói, tôi không có nói đùa. Có điều cũng có một số nguy hiểm nhất định, anh có muốn thử sức của bản thân không? Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Đường Tuấn, đám người Canh Đằng động loạt sửng sốt. Canh Đằng run giọng nói, Đường Sư, cậu nói thật sao? Đường Tuấn gật đầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh chữa trị loại thương tích như Canh Đằng thế này, chỉ là hôm nay tu vi của Canh Đằng cao hơn so với những người anh từng chữa rất nhiều, sự nguy hiểm theo đó cũng cao hơn một chút. Đương nhiên toàn bộ đều quyết định bởi ý nguyện của bản thân Canh Đằng. Nhận được câu trả lời quả quyết, Canh Đằng cũng không còn do dự nữa mà nghẹn ngào nói, Đường Sư, tôi bằng lòng thử một lần. Dù cho có là một phần 10.000 hy vọng đi nữa thì anh cũng sẽ muốn thử một lần. Nếu thật sự sống với thân phận là người tàn tật thì còn khiến anh khó chịu hơn so với cái chết. Được, vậy hai ngày nay anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, tôi cũng đi chuẩn bị vài thứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2720.